Ngọc Như, Sơn Hiền xin kính chào bà con và quý khán giả của bản tin 365 ngày chuyển động. Bản tin ngày hôm nay hy vọng sẽ cung cấp cho bà con và quý khán giả những thông tin hữu ích và thú vị. Mời bà con và quý khán giả điểm qua cùng chúng tôi. Như dự báo, giá hoa hồng dịp 8 tháng 3 hút hàng sốt giá. Cà Mau nuôi tôm tích trong đồng nhựa 2 tháng sau bán 200.000 một con. Lâm Đồng nhiều triển vọng nuôi cá nước lạnh từ các dòng suối. Ngắm qua cà phê nở trắng khắp núi đồi, tận hưởng vẻ đẹp tinh khiết của loài qua đặc sản của vùng Tây Nguyên. Du lịch canh nông từ các vùng giấy, loại hình du lịch độc đáo tại Lâm Đồng. Đúng như dự báo trước đó của ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng và các shop qua, hoa hồng bán trong ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 hút hàng sốt giá. Giá hoa hồng Đà Lạt đã tăng gấp 3 đến 4 lần so với ngày thường. Nhưng khi chuyển về các tỉnh lẻ thì giá hoa sẽ tăng gấp 10 lần so với tại vườn. Theo nhiều hộ dân chuyên canh ở các làng hoa Hà Đông, Thái Phiên, Vạn Thành và phường 7, phường 8 của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, dù giá hoa tăng cao nhưng mà rất ít hàng để bán, thương lái khó tìm được đủ hoa để vận chuyển đi tiêu thụ. Đại diện Hội nông dân phường 12, làng hoa Thái Phiên, thành phố Đà Lạt cho biết, nguyên nhân giá hoa hồng tăng cao là do thời tiết Đà Lạt từ Tết đến nay thay đổi nhiều so với những năm trước, khi nhiệt độ ban đêm luôn xuống thấp 11 độ C, còn ban ngày lại ở mức 27 độ C. Nên dù phần lớn diện tích hoa hồng được canh tác trong nhà kính, nhưng vẫn ảnh hưởng đến sản lượng hoa. Hiện các thương lái đang thu mua hoa hồng các loại tại nhà vườn với mức giá từ 7.000 đến 8.000 đồng một cành hoa hồng đỏ và từ 5.000 đến 6.000 đồng một cành cho các loại hoa màu khác. Do thời tiết nắng nóng, giá một số loại rau giải nhiệt như mã đề, lẻ bạn, nhất là tuốt dồi đang tăng lên mức đỉnh, khiến nông dân khu vực trồng rau giải nhiệt ở một số xã của huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thu bạc triệu mỗi ngày. Và hai xã có diện tích lớn nhất là xã Mỹ Lộc và Phước Hậu có gần 40 hectare rau giải nhiệt. Nông dân tại đây đang tích cực thu hoạch rau mỗi ngày để bán cho thương lái, tận dụng thời gian rau có giá để mà bán kiếm tiền. Bà con nông dân cho biết các loại rau giải nhiệt như mã đề, thuốc dồi, cây lẻ bạn rất dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, chi phí giống phân không nhiều, ít sâu bệnh. Thuốc dồi có giá từ 7.000 đến 8.000 đồng một ký, thậm chí có thời điểm giá nhảy lên đến 12.000 đồng một ký. Cây mã đề đang ở mức 6.000 đồng một ký, cây lẻ bạn cũng đang được giá tốt 4.000 đồng một ký. Người dân ở huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau đang nuôi con ít vốn mà lời to. Khi mà anh Sơn Nghiền nghe như vậy thì không biết anh có tò mò không? Đây có lẽ là một cái con mà bán giúp cho người nông dân có thể tăng thu nhập. Khi mà nhắc đến Cà Mau thì tôi nghĩ đó là con cua biển, có đúng không chị Ngọc Như? Không, đó chính là con tôm tích anh Sơn Nghiền. Và bà con lại cho rằng là con tôm tích cũng khá là dễ nuôi, đồng vốn không có nhiều. Với 100 con giống thì chỉ khoảng 7 triệu đồng nhưng lời khá cao. Chỉ nuôi nhốt nó ở trong lồng nhựa rồi thả xuống vuông tôm. Năm 2018 thì mô hình nuôi tôm tích đã mở ra một hướng đi mới, được nhiều hộ dân trên địa bàn huyện học hỏi và nhân rộng. Một nông dân ở xã Lâm Hải, huyện Nam Căn thả thử nghiệm 50 con giống tôm tích, giá khoảng 18 đến 30 ngàn đồng một con. Sau hơn 2 tháng, tôm tích có trọng lượng từ 150 gram trở lên, với giá tôm tích thịt khoảng 1 triệu đồng một ký, tính ra mỗi con 200 ngàn đồng. Như vậy, từ đầu vụ thả nuôi, trừ chi phí, lãi trên 10 triệu đồng. Thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh Cà Mau áp dụng mô hình nuôi tôm tích trong lồng nhựa, thả ở vuông tôm. Đây là loài đặc trưng với chất lượng thịt thơm ngon, hiện có giá bán khá cao tại các nhà hàng quán ăn. Do tỷ lệ hao hụt rất thấp, tôm tích phát triển tốt và đầu ra luôn ổn định với mức giá khá cao. Nên hiện nay, mô hình này đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ nuôi. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là nguồn giống tôm tích. Do được bắt thủ công trong tự nhiên nên số lượng có hạn. Theo nhận định của ngành chức năng, trong tự nhiên có rất nhiều loại tôm tích khác nhau. Tuy nhiên có những loại chỉ đạt khoảng 20 đến 40 gram là hết cỡ. Để phân biệt tôm tích, người dân phải biết cách nhận dạng để tránh nuôi phải những con tôm tích không lớn con. Người dân huyện Đam Rông, Lâm Đồng có điều kiện thích hợp nuôi cá tầm. Nghề nuôi cá tầm phát triển mạnh trở lại bởi vì hiệu quả kinh tế mang lại của nó hơn hẳn nhiều so với vật nuôi khác ở huyện. Rõ thấy nhất và càng tạo niềm tin cho bà con vì một số hộ đi tiên phong trong việc nuôi cá tầm ở đây cho thu nhập khá là cao. Mặc dù là loài cá đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng do đặc điểm của loài cá nước lạnh nên không phải nơi nào cũng nuôi được. Vậy môi trường và điều kiện sống của cá tầm ở đâu? Mời bà con và quý khán giả cùng xem.
Trên địa bàn xã Rumen, huyện Đam Rông thì nơi đây có điều kiện tự nhiên lý tưởng cho việc nuôi cá tầm. Điển hình nhất là địa bàn thôn 1 và thôn 2 nằm ở thượng nguồn của dòng suối nước mát. Nhiệt độ quanh năm mát lạnh, dùng nước trong lành chưa bị ô nhiễm là môi trường thuận lợi cho loài cá này phát triển. Hiện nay tại thôn này có 2 doanh nghiệp và 4 hộ nuôi, những hộ nuôi nhiều trên dưới 10.000 con giống. Hộ nuôi ít cũng có đến 1.000 con, trong đó có một doanh nghiệp chuyên ươm cá giống để cung cấp cho các tỉnh bạn. Bước đầu, một số hộ đã có cá thương phẩm xuất bán ra thị trường với lợi nhuận khá cao. Đến với xứ sở Rau Qua thì không biết anh Sơn Hiền muốn tham quan cái mô hình nông nghiệp canh nông cụ thể nào nhất? Nếu mà đến đây thì tôi sẽ đến các vườn dâu tây công nghệ cao. Bởi vì đến đây thì mình có thể chụp hình, có thể hái trái tại chỗ. Bên cạnh đó thì còn được các nhà vườn hướng dẫn cái cách làm nông nghiệp công nghệ cao nữa. Như vậy thì anh Sơn Hiền có muốn đi thăm một mô hình canh nông mà với con dế không? Bởi vì đâu giờ thì nghe nói là chơi với dế, ý nói một cái khía cạnh là không có tốt. Nhưng mà với người dân ở tỉnh Nam Đồng, chơi với dế lại hái ra tiền. Vậy thì khách du lịch vào tham quan mô hình nuôi dế có gì thú vị hay không? Bây giờ thì tôi mời anh Sơn Hiền cũng như là bà con cùng xem phóng sự ngay sau đây được phóng viên 365 ngày thực hiện. Nếu như chỉ nghe tiếng, hẳn có thể tưởng tượng được cảnh đang đứng giữa cánh đồng nghe tiếng dế râm ran. Thế nhưng đây lại là một trang trại chuyên chăn nuôi dế của một hộ nông dân ở xã Mê Linh, huyện Lâm Hà. Bà Phạm Thị Hưởng, chủ nhân của trại dế này đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc nuôi dế. Ban đầu nuôi dế là để phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, trại dế này đã quyết định mở cửa cho du khách tham quan. Mỗi ngày đều có một lượng lớn du khách từ khắp nơi ghé thăm và tìm hiểu quy trình nuôi dế tại đây. Với hình thức làm nông nghiệp kết hợp với du lịch này, mỗi tháng chỉ riêng thu nhập từ hướng du lịch cũng mang về cho gia đình bà Hưởng hơn 20 triệu đồng. Ở trong trang trại này thì chúng ta có thể nghe được tiếng dế kêu mỗi ngày. Và ngoài cho phát triển tham quan du lịch thì trại dế này mỗi tháng còn xuất bán vài tạ xuất cho thị trường. Và đây đang là một trong những món đặc sản rất được ưa thích của du khách khi đến với Đà Lạt và cả những du khách ở tỉnh thành khác. Hiện trại dế này có tổng cộng hơn 40 ô chuồng nuôi như thế này. Gối đầu nhau cứ mỗi 2 tháng cho thu hoạch một lần. Mỗi ô nuôi này nếu chăm sóc tốt có thể cho ra từ 5 đến 7 kg thành phẩm. Với giá bán từ 200.000 một kg, mỗi tháng thu nhập từ bán dế thịt cũng lên đến vài chục triệu đồng. Ngoài bán dế thịt thì đây cũng là địa điểm bán dế giống uy tín trên địa bàn huyện Lâm Hà. Mình nuôi dế này thì có dễ không cô? Thực sự ra chưa biết thì là rất khó. Như những ban đầu ấy, gia đình nhà cô rất khó khăn, từ cái để chúng sinh sản và cái đồ ăn thức đụng đến cái coi là cơ sở hạ tầng. Đấy. Nhưng sau này thì lắm được cái kỹ thuật thì mình sẽ nhàn hơn. Thì làm sao để những con dế này nó có thể phát triển được tốt và cái độ đồng đều cao? Cô có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm trong quá trình hơn 10 năm nuôi dế của mình không ạ? Thực sự ra là cái thì xây dựng cơ sở hạ tầng. Đó là một cái yếu tố là quan trọng từ cái độ ẩm và độ ấm để cho con dế nó phù hợp phát triển. Sau đó mới là cái giống dế, chứ phải dế mà thả vào mà cái cơ sở hạ tầng nó không phù hợp này nọ thì thả vào dế nó cũng chết hết. Đấy, cho nên là giống cũng là quan trọng nhưng cái cơ sở hạ tầng và cái kỹ thuật chăm cho nó là khó hơn. Chứ còn để chúng sinh sản ra rất dễ. Quan trọng là mình nuôi được chúng phát triển lớn, trưởng thành thì đó mới là cái khó. Tương lai và gia đình đều nghĩ tới là muốn phát triển mở rộng hơn và là quy mô hơn. Từ cái con dế và đến cái khuôn viên cho phong cảnh làm sao cho nó tự nhiên hơn, phong phú hơn. Để khách du lịch đến coi là vừa mắt, vừa được tham quan, thưởng thức, vừa được ngắm cảnh coi là thú vị hơn. Vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch canh nông tại địa phương, cơ sở nuôi dế của gia đình bà Hưởng đã góp phần vào sự thay đổi của địa phương và quảng bá ngành nông nghiệp cũng như du lịch của địa phương đến với du khách, người tiêu dùng trong và ngoài nước. Và với nông dân ở xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng được biết là phát triển mạnh nhất là cây dâu tầm.
Nghề nuôi dế làm du lịch canh nông có lẽ là mới manh nha thôi, nhưng mà đã mang lại nguồn lợi không thể chối cãi được. Tiếp tục tôi xin chuyển sang một thông tin khác. Mạnh Sơn Hiền có bao giờ là ngắm những cái bông hoa cà phê trên vùng Tây Nguyên chưa? Và ở Tây Nguyên thì những cái khu vực chuyên canh như là Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà, Đam Rông đều có những cái cảnh sắc rực rỡ màu trắng xóa của hoa cà phê như vậy. Nghe chị Ngọc Như miêu tả thì tôi muốn ngắm ngay bây giờ có được không ạ? Dạ, có lẽ là tôi mời anh Sơn Hiền cũng như là bà con mình cùng ngắm hoa cà phê qua một vài hình ảnh được ghi nhận thực tế ngay sau đây. Cây cà phê là một loại cây công nghiệp chủ lực của nhiều hộ nông dân ở năm tỉnh Tây Nguyên. Loại cây đặc sản nổi tiếng với những sản phẩm Arabica và Robusta có mặt ở nhiều nơi trên thế giới. Sau thời gian khô hạn, nông dân sẽ tưới nước để hoa cà phê nở đồng loạt. Nhiều du khách tìm đến mảnh đất này, việc làm đầu tiên là khám phá cây cà phê. Và tuyệt vời hơn, khi đến Tây Nguyên mùa xuân, du khách không chỉ được trực tiếp một sở thị cây cà phê mà còn được ngắm cây ra hoa. Đây cũng là mùa hoa cà phê nở trắng khắp núi đồi. Du khách mải mê, men theo lối mòn tận hưởng vẻ đẹp tinh khiết của loài hoa đặc sản này. Cả đồi hoa cà phê trắng mút như khảm một màu tuyết trắng của phương Tây. Màu hoa và hương thơm ngào ngạt quyến rũ ong bướm đi lấy mật, đủ sức gây thương nhớ cho bất cứ ai ghé thăm mảnh đất Tây Nguyên vào đúng mùa hoa cà phê nở. Thưa bà con và quý khán giả, hoa cà phê nở từ khoảng tháng 2 cho đến tháng 4 hàng năm. Vì vậy mà nếu như muốn không bỏ lỡ cái khoảnh khắc xinh đẹp hùng vĩ này thì du khách hãy tìm hiểu thật kỹ trước cái lịch trình đi của mình ạ. Một vài hình ảnh đẹp từ hoa cà phê đã thay lời chào tạm biệt của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn bà con đã đón xem 365 ngày chuyển động. Chúng tôi xin kết thúc bản tin hôm nay tại đây. Quý khán giả có phản hồi hay đóng góp ý kiến, gửi email hoặc gọi về cho chúng tôi qua địa chỉ đang hiện trên màn hình. Bây giờ thì xin kính chào tạm biệt ạ.